Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về vận đánh trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2022 trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 6, cờ tiêu chuẩn A1 mùa giải năm 2022, bên đỏ đi tiên danh thủ Nguyễn Thành Bảo và người cầm bên đen là danh thủ Nguyễn Khánh Ngọc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃。 吃。 吃。 吃。将军。
Và tiếp theo sau tình huống cờ bên đỏ của danh thủ Nguyễn Thành Bảo, anh cho thoái mã về, vừa đe dọa tình huống cờ mã bắt pháo, vừa đe dọa tình huống cờ xe xị để chủ tướng tấn công. Thì trong thực chiến của trận cờ, bên đen đã buông cờ xin thua khi mà thế công đến từ bên tiên là quá mạnh. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa kể tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.